sạp cốc nâng bụt cổ biến bằng đá là ở khối bà giáo. Nào khốn nông mừng cổ là sốt xám sạp rộp bây bọc ca. Mình cổ là sốt tì mùi, miền bì bọc ca đã bà xa mà xâm phút. Trong bàn trả xâm đánh thà. Cứ mùi, ca mình sạp cốc nâng bụt cổ biến. Bí, ca sạp cốc nâng bụt cổ chia bằng đất. Tiếng bí nít chia mừng cổ đỏ đồng. Bịa thập biến. Bà dương mơ nó khăn nông vạch chân nà nó krom xâm đại bà sang gửi chú nát. Nâng sạch tí nó krom bà bà tế sạch ná. Lô màn ai nị dù màn ấy thà. Tuấn khám mênh là nguồn cái xa háo. Đà nó khám mênh kháu mình chlác à krom là ngôn kháu. Nê chì nị dù màn ấy bài bà kuna sáp. Rư mùi tiết nó. Nếu mà nói bài hát niềm mật sắp, nếu không nói vai chân nào cầm sầm lại với song gây chun nát, nâng sát tiền nào cầm, bập bùng thế sát nào đắt đai, lúc ao nầy thả, biết thập biếu, cứ mình lúc để luôn nào cầm tại đọt đằng hầm chánh, nhưng đọt đằng hầm châu tại phần nọ, rứ mình lúc để cắt rứ bằng khôi nào bây giờ bị giang, cứ bây giờ luôn ấy, nâng bây giờ nhận đặt tay. ឬប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍បរលោកបើយើងនិយាយមួយទៀតនោះពាក្យថាពៀលសំដៅលើមនុស្សដែលនិយាយអាក្រក់គិតអាក្រក់និងធ្វើអាក្រក់នេះនៅក្នុងសទានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងសទានុក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានប្រាប់អំពីលក្ខណៈនិស្ស័យ ប្រចាំខ្លួនរបស់បុគ្គលពាលមានប្រាំយ៉ាងគឺមួយចូលចិត្តណែនាំរឿងដែលមិនគួរណែនាំពីរចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលមិនមែនជាទូនាទីបីចូលចិត្តនាំទៅក្នុងផ្លូវដែលវិនាសបួនចូលចិត្តក្រខឹងពេលគេណែនាំឲ្យល្អនិងប្រាំមិនស្គាល់មិនចូលចិត្តរបៀបវិន័យទេ មានពុទ្ធភាសិតមួយប្រពុតត្រង់ត្រាសំដែងថាយាវៈទេវៈអនត្ថាយៈញត្តੰពិលសៈជីយតេហន្តិពិលសៈសុខੰសੰមុទ្ធមសៈវិបាទយ៍មានន័យជាភាសាខ្មែរយើងថាការចេះដឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលពាលគ្រាន់តែដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះ រមែងញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យធ្លាក់ចុះបំផ្លិតបំផ្លាញចំណែកធម៌សគឺកុសលរបស់បុគ្គលពីនោះឯងយើងសរុបសេចក្តីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមកយើងក៏ឃើញថាបុគ្គលពីគឺជាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយមួយប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាមួយនិងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចិត្តមួយ កាលបើបុគ្គលពីលជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នេះពេលដែលយើងទៅសេពកប់ជាមួយយើងក៏នឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលពីលឬយើងនឹងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរងទុក្ខវេទនាជាមួយនឹងបុគ្គលពីលហើយបុគ្គលពីលខ្លួនឯងក៏ត្រូវរងទុក្ខទោសដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរព្រោះហេតុយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រាប់យើងថាសេពកប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពីល បណ្ដាលឲ្យខូចប្រយោជន៍ឬការសេពកប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពាលនឹងធ្វើឲ្យយើងរងទុក្ខទោសជាដើមនឹងឯងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសូមលើកយកបីចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការសេពកប់ជាមួយនឹងបុគ្គលពាលឬបុគ្គលពាលនេះចំណុចទី1កាលបើយើងសេពកប់នៅជាមួយនឹងបុគ្គលពាលយើងក៏នឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលពាលផងដែរ ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងរេវតៈមុនពេលដែលរេវតៈបានឧបសម្បទាជាភិក្ខុការនៅជាគិរិវិសជាគ្រហស្ថរេវតៈគឺជាកំឡោះម្នាក់ដែលសុភាពរៀបសារចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ចេះគោរពប្រតិចារជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមករេវតៈត្រូវបានពពួកចោរប្រៃ លួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលយកទៅនៅជាមួយហើយចោរប្រៃទាំងឡាយមានន័យចោរប្រៃជាដើមបានផ្គប់គុំរេវតៈក្រោយមករេវតៈក៏បានខ្លាយទៅជាចោរទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងទង្វើ
Nó bê đề rê vật tạng chênh tờ plon cho mùi nên vật bụi cho bài tương lai. Rê vật tạng tàng tài xa hào bài xây bầm phót cư cáp xâm lập nè sọc giang xa hào đối chia vật bụi cho bài ai tiết giang ở chân nọc anh. Nè hai, nó không nói chung nói tìm mùi, đại chong bạp thả. Cá bởi dương xếp khóc cho mùi nên vật quả bía, dưỡng có nâng khai tớ chia vật quả bía phong tài. Còn tài dư hai nâng chạp tài bằng nọc anh. Chúm nói tìm bì, cá bởi dường, xếp cốc nâu, nếp nếp chùm mũi nâng bục quả biếl, tôi bây giờ dường mình ban bọc rớt ạc rõ, bọc rớt mình lọ, nì dây mình lọ, kích mình lọ, đôi chìa bục quả biếl cả đời. Còn dường trâu nẹp hông tìm buôn cho bọc cành, thà dường nướng chìa bục quả biếl, đối kê đôi anh, nâng thơ ở dường khôi kê khôi chú mô, khôi dục khôi sạc, vòng tờ cô chết đàm. Rưu có trao rôn túc về tờ nìa bị bố tài ca nấu chứ mùi nương bộ cô biếl nục ảnh. Đồ chân này hỏi bán chân miên biếc mùi kì này dễ thả. Trái mùi trọ, xôi mùi cứ xôi tình ọ. Ba mần chân ao trái đọt tay thì xôi. Tố tại đó trái xôi nục chánh. Rưu có dụ trái ba mần xôi nục chánh bị trọ nục. Khân năng chùm nách tì bì ní. Xùm lúc ưu tì hoa ẩm bì rương, bì lô sẽ cả tế sở thị. Môn bê đà lô bàn xùm rách dịp bì à rò hòn. Lô sẽ cả tế sở thị bàn cho chá bà đệ sân thích nơi khôn ông bà tay nơi sở trái mà nẹ. Đại chìa bà bôn ở rô bà nẹ nẹ sát nơi khôn ông phù mùi. Đại nơi khôn ông phù mù miên cổ xa chùm nù mùi bôn rô nâu. Còn ta nó bế đó lâu sẽ cả tay sở thị cho chắp ở đây sân thị nó không tay này mà đáy thua ao nhập hôn tình lại bốn tiền mặt đáy rồi bỏ lâu sẽ cả tay sở thị để cầm bông để bộ phụ nó trâu rung tốt về thần này cứ trâu nệ rích ca rưu bì hì chìa đã tê rôn là cam xem xên chị đàm hỏi thua ao nhập sở không phụ nó ọt bái ọt à hà chị đàm nê xa trái mần bàn lạc nâng lạc bởi chân nọ tàu. Hãy thuê ai mặt đáy, rồi bỏ lô sẽ cả tế sở thế. Khuôn anh phụ tố lúc trọc bàn này sẽ rộng bỏ bóng chanh bị phùm ở rùa nâu mà này anh giang cần đôi con đáy. Rồi hốt đó xùm ra lô sẽ cả tế sở thế chanh mọ hỏi. Lô sẽ cả tế sở thế miên ai dụng bằng bình chân nắm của bàn chút nâng bệnh sở rạch bọt. Bố ta sẽ cả đây cả rà nà rộng bệnh sở rạch bọt. Lô có bàn bằng bố lô sẽ cả tế sở thế ao chỉ xa mà nè. Hãy cầu mô có bàn ốc bà xa mà tìa ao chỉ bị khẩu. Lô sẽ cả tế sở thế bàn prang prang bà đa bàn bà thô. Rồi hốt bàn xâm ra chìa bà rà hòn. Nó bê đà lô bàn xâm ra chìa bà rà hòn hai cả đào. Nó bê đà lô nì môn đà bàn đà bàn chìa mùi nông bà sở rạch bọt. Lô mạnh đài tà tùa bàn chẳng hàn tì. Bộ rung tiếng bà sở rạch bọt phong đài. Cứ bà sở rạch bọt mạnh đài bàn 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 chẳng hàn tì. Rồi hốt đọc bà sở rạch bọt. Ôi lô sẽ cả tế sở thê nâng tờ lọc tần nâu tờ vượt. Vinh tục ôi lô nì môn bàn bàn tại bọn anh bàn hài. Nếu chí chồng nơi tì bí đại chồng lỡ mô đi dày. Nâng chí ưu tì ho bằng ai nhỏ khuyên thà. Cá bà dương xếp cốc nâu nếp nếp chú mùi nâng bộ cổ bía. Dương có nâng rung tục tô bộ ta bộ cổ bía nâng anh. Chồng nói tì bấy bộ cổ bía khuôn anh tôi. Nâng trâu rung tục tô tiền khôn ông bà chúc bón, tiền khôn ông bà ra lột. Đối chí dân đang hài thà, bục quốc đa bộ bật mình là ồ. Tụ cài cái đấy, vị trà cái đấy, rưu chết cái đấy, tay anh tại trâu nếp hông. Tiền bốn, nâng tìa, tẹt đìa, rì côn, rưu cơ trâu chấp cụ chấp cho vật. Nó bê để xa lạp tụ cánh bà ra lột kháng ní, nâng tụ cát khôn ông ạ bà dục hôn tiền bốn. Nghĩa nửa rụ bát ạ sơ ra cài chết đàm. Ủ tế ho nâng khôn chùm nơi tìm bày ní. Đâu chỉ bởi lâu sẽ cả tế sở thị. Nó bây đơn lâu cho bà đại sân thị nó không tay này mà đại. Rồi hốt đó bà sốt. Trâu bàn mà đại bóc bóng chào. Hỏi đời khăn bà tớ đó xong tiền kì. Mình đại bàn à hạ bò rập hộp nó tì. Rồi hốt đó bàn tra chìa bởi á rõn hai cả đời. Có lâu sẽ cả tế sở thị khuôn ấy. Nhưng mình đại bàn chăn chân hành bánh bú. Skop skop mà đoàn là lại. Rồi hốt đó đầm nạc cao chân cơ rơi nơi chủ vật ở rồi bằng lỗ. Cứ môn bê đà lỗ bà rạch nè biên. Bạn bê xa rạy bót tàu bà nạc bạc ảm bì đại cao xó. Bạn nờ chạy tộc mệt thụ. Dô mô bà kênh. Hai bê nốt.
Rồi lâu sẽ cả tay sự thế bàn chân chẳng hạn nâng ai mà đón quất để thuôi lâu cho ác sọc sọc hỏi có bàn bởi nơi biến tử. Ủa thì hòa mùi tiết đôi chìa của vụ chào đại lương lôm rê vật tạ dụ tàn lâu chìa mùi. Rồi mô của vụ chào tầng ổn nước trâu bởi rì chìa chập bàn và trâu nệ khlạc bởi rì chìa dụ tạ đạc cúc hay nệ khlạc tiết trâu xâm lạp hay nệ khlạc đại trâu xâm lạp nâng cơ trâu bàn kì dụ phương tập đập lạc nâng lạc chất đàm. Nếch chìa tô tuôn rô bọc bộ cổ biểu. Nếch chìa ưu tì hò phong chùm nói tì bầy. Tha bộ cổ biểu nâng rôn tục tô đòi khuôn ánh tùl. Bộ hát giang được chân hai. Bán bà xa mà xâm phốt trung tra xâm đánh thả. Ca màn xếp cốc nâng bộ cổ biểu chìa mừng cổ đỏ đòn.